Tra luôn. Anh em đi tìm kiếm. Cũng may do bão mà cây gãy luôn các bác nhá. Sao vậy ạ? Phải leo luôn. Có bông chưa anh? Không, chưa hết mùa ra rồi. Mình bên tay, có chị bên tay. Đẹp đi. Không lạ là cũng chưa phê. Ôi, chuyện gì sợ này. Con như tên nữa, cái chuyện này thôi. Ôi trời. Nói đến chiến chứ mình nhớ lắm, má mình trực chiến. Máy đỏ máy mới lên mặt anh Tây. Bùi như nhiều này, bùi như to này. Con gì chết à? Con bùi to đấy. Mùi nhớ nghe từ không, người ta đi nhiều. Biết này, được phát luôn. Con mấy cân la thì nắm chục. Lấy không? Đẹp tên lấy không? Có chứ. Tê lắm, phải đi cân nắm tẹp chứ. Lấy. Ở đâu cố gắng chặt nắm được không? Không đi đâu. Mình tiện đi, tiện từ từ được. Đó, đi đâu đằng đó, bùi nở lá cũng đẹp thân ạ. Em nhìn lên cây đứng thấy thật. Mà phen nhìn lên cây đứng thấy thật. Hắn rớt xuống đấy, đu đấy em phen. Đang đu đấy. Lá trên nữa là hy vọng to rồi. Ừ, từ cây nữa, lấy cái nít cái con găng rồi. Vậy. À, đi ạ. Từ từ đi, từ từ. Mình coi chú ý trên nữa. Cái này cái cầm cu. Cầm cu đó. Cầm cu hơn múa đó. Chín cu. Nhiều đấy. Cầm cu lắm phải chín cu. Nguyên bản là anh lấy về. Hoa thơm. Bông á. Hoa thơm. Hoa thơm á. Cầm cu tìm đẹp á. Cái này nguyên bản này anh chặt nguyên bản đem về đó. Trống. Không. Cái này về trống đấy. Còn cái này đây. Hay hay anh em đi được em lạc đường này. Thế là mày không cần để ý này. Không, nói chung ở đây ít ai chơi. Ở chưa không? Ai mà để ý nữa, khi được thưởng lắm sẽ nhom ngó luôn. Dù nghĩ là anh em có nhiều ai chỗ lắm đi hết. Mà đều không ai chẳng lên. Đó á. Nói cái niệm đáng tình chất. Má mì nữa. Mà phải chơi chứ ai vô thì mình có thức. Tặng fan bùi nở đem về luôn. Đấy anh gậy lâu ấy. Bị nở đấy. Thủy nhũng ơi. Cần đấy. Gầy mới gầy đến bao nhiêu thôi. Tiếng được ấy, mắm ấy. Mắm trội. Cái này nó tập rán ạ, sẽ tập rán ạ. Một chút mình lá cũng được ạ. Khiếp, tàn phá nặng nề. Thế này, đưa đến. Phen phen rách rách. Gắng gắng thắng lên, vác luôn. Vác luôn cho kiện cắn luôn được. Hy sinh luôn, hy sinh cho kiện cắn để giữ được cây đẹp. Rồi rồi, để đâm lấy dừa đó. Anh em đang lấy bụi à? Bụi thứ hai nha. Bụi này lá dài mà lá dài mà lá rộng 5 cm 6 cm. Tắc đang thấy này có phân đôi. Được, có là cũng to. Bỏ lên đây luôn, đây cái này luôn. Ta này xuống, ra này xuống. Đại. Kiến nhiều quá. Cái vằn lá này, vằn lá nhìn phê luôn các bác này. Hãy subscribe.
Hả? Vô vô đóng mạnh rồi. Đóng mạnh vô, anh đóng mạnh vô luôn đấy. Mạnh luôn. Hôm nay lên rừng thăm rừng có được bùi kiếm. Nó gãy vì bão. Đấy. Phù đi phê này. Dạ dạ. Cái bình xịt à? Cái này lên em cho xuống nó đỡ còn mà đừng suy nghĩ đi mệt. Đạp xuống luôn. Đạp luôn đấy. Mình này vẫn đẹp thôi. Mưa đã nắm đẹp rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.